Bây giờ nhá, khi một bản nhạc nổi lên thì chúng mình sẽ cùng nhau, các bạn đứng dậy tại chỗ được không? Đứng dậy tại chỗ, không di chuyển mà chỉ đứng dậy tại chỗ thôi. Được chưa? Nào, hàng nào thẳng nào. Hàng này còn chưa thẳng là chưa được quà nhá. Được chưa? Nào, bên này hàng thẳng chưa? Anh chị khối 4-5 chuẩn bị nhá. Được chưa? Lớp nào không nhiệt tình, bạn nào không nhiệt tình là không nhận quà luôn. Để giúp cho tất cả chúng mình ấm hơn, năng lượng hơn, xua tan đi cảm giác uể oải, mệt mỏi và buồn ngủ. Sau đây thầy sẽ mời tất cả chúng mình sẽ tham gia vào một hoạt động rất thú vị với tên gọi là cùng massage cho bạn. Được chưa? Massage cho bạn nhá. Và khi bản nhạc nổi lên, được chưa, thì chúng mình sẽ cùng làm theo những động tác để chúng mình cùng massage cho nhau. Rồi, KL chuẩn bị nhá. Rồi, âm nhạc này, tất cả các bạn chuẩn bị đây. Rồi, sau đây giơ hai tay lên cao. Tay đâu hô chưa to mà chưa đều. Hai tay đâu giơ hai tay lên cao. Lắc như theo nhạc, với hai tay theo nhạc, với hai tay theo nhạc kết hợp nhúng nhảy ạ. Mình vẫy cái tay rồi nhúng cái chân, vẫy cái tay rồi nhúng cái chân, vẫy đều và nhúng nào. Ai vẫy đều, nhúng thật đều thì mới có quà. Vẫy và nhúng này, vẫy và nhúng. Rồi bây giờ mình vỗ hai tay vào nhau, vỗ hai tay vào nhau, vỗ hai tay thật đều kết hợp với cái chân nhún nhảy này. Mình vỗ cái tay thật đều rồi lại nhún nhảy cái chân này. Mình vỗ tay thật đều rồi nhún nhảy cái chân. Nắm hai tay lại rồi đặt tay lên vai của người phía trước. Chuẩn bị, đặt tay lên vai của bạn mình phía trước. Hàng nào không thẳng thì không được nhận quà. Cho nhạc lớn lên một chút ạ. Hàng nào không thẳng thì không nhận được quà. Sẵn sàng chưa? Hàng thẳng chưa? Đặt tay lên vai của nhau, chuẩn bị này. Đấm, mình cùng đấm. Đấm thật là nhẹ, rồi mình đấm thật là đều. Mình đấm thật là thích, rồi mình đấm thật là vui. Mình massage vai, rồi lại massage cái vai. Tiếp theo này, mình massage lưng. Mình massage lưng cho bạn của mình, rồi lại massage cái lưng. Bên này chuẩn bị nhận quà này. Bên này massage nhiệt tình lên này. Mình chặt thật đều, rồi mình massage cái lưng. Mình massage cái lưng, rồi mình cào ạ. Mình cào cái lưng này. Mình cào, rồi mình cào này. Mình cào rồi mình lại véo này. Mình véo, rồi mình véo. Mình véo, rồi mình chặt này. Mình chặt xong rồi chuẩn bị này. Mình xoa cái lưng này. Mình xoa cho ấm, rồi mình xoa cho vui. Mình xoa cho vui, rồi lại phải xoa đều. Mình xoa thật đều, rồi chuẩn bị này. Mình cù. Đằng sau quay. Hãy tặng lại những gì mình vừa nhận được cho bạn của mình. Chuẩn bị, đứng tại chỗ. Đặt tay lên vai của người đằng trước. Đứng tại chỗ, đặt tay lên vai của người đằng trước này. Chuẩn bị này. Đấm này, đấm rồi mình đấm này. Đấm rồi mình đấm. Mình đấm xong rồi mình lại xoa. Mình xoa thật nhẹ rồi lại xoa thật đều. Mình xoa thật đều rồi mình xoa thật vui này. Mình hai tay cào cái lưng này. Mình cào rồi mình cào này. Mình cào xong rồi thì mình cù vào eo. Rồi, đằng sau quay. Thật nhanh trở về thẳng hàng như chỗ bắt đầu. Được chưa? Ai tự tin mình nhận được quà đâu? Trong vòng 3 giây đặt mông xuống ghế. Bắt đầu. Thẳng hàng chưa? 3 giây, lớp nào thẳng hàng thì được quà. Rồi, lớp nào thẳng hàng. Lớp nào thẳng hàng. Rồi, đầu tiên nha. Thầy thấy này, có hai bạn này rồi, massage rất là dễ thương này, đúng không? Massage rất là nhiệt tình này. Bên này nha các bạn, lớp 1 massage yêu lắm cơ.
vừa thầy chỉ bảo là mát xa lưng với bạn ấy, một tay mát xa lưng một tay bạn ấy, còn gãi đầu cho bạn phía trước. Rồi rồi, tặng quà luôn, rất là dễ thương, tặng quà cho các bạn nhé. Quà sẽ có rất là nhiều, chỉ cần các bạn nào ngoan thôi. Nào bây giờ các bạn thấy sau khi được bạn của mình mát xa cho, các bạn thấy có vui không? Quay lại người bạn vừa mát xa và đặt tay lên vai, nói một lời cảm ơn bạn rất nhiều. Đấy, có tình bạn đẹp chưa? Tự nhiên hôm nay là gì ạ? Hôm trước còn đang cãi nhau, thế mà hôm nay đã đứng lưng cho nhau rồi, được chưa? Tặng quà luôn. Cứ ngồi tại chỗ thì mới có quà. Rồi bây giờ tí nữa nhờ một chú sẽ giúp cho thầy Kim Tân tặng quà cho các bạn thật nhiều nữa. Cứ chơi nhiệt tình, là quà còn rất nhiều, đặc biệt phần quà lớn không nằm trên chiếc bàn này, mà phần quà lớn là tăng hay giảm? Giảm hay tăng? Phụ thuộc vào ai? Phụ thuộc vào chính các bạn ở cuối chương trình nhá. Cứ nhiệt tình hết mình, thầy sẽ tăng số lượng quà lên, đồng ý không? Còn nếu không tăng, cho quà trở về cốp xe ô tô, trở về Hà Nội, đồng ý không? Rồi, vậy bây giờ sau phần vừa rồi cho thầy hỏi, có bạn nào đấm lưng cho một người mà không phải là người bạn thân nhất của mình không? Giơ tay. Ai đã đấm lưng massage cho một người mà không phải bạn thân của mình? Rồi ok, cảm ơn rất là nhiều, đúng không? Vậy bây giờ ai là người được một người không phải bạn thân của mình massage cho? Giơ tay. Rất là nhiều. Vậy thì sau khi các bạn được bạn bè của mình massage cho, mình cảm thấy thế nào? Cảm thấy nào, nói to nào. Thưa thầy là sướng ạ. Vỗ tay cho bạn này được không ạ? Rồi, đấy, tặng quà luôn này, đúng không ạ? Được bạn của mình đang lúc mà cùng ra mắt, tự dưng lại được người massage cho tỉnh cả ngủ, thế là phấn khởi, thích quá. Rồi, bây giờ con được bạn đằng trước hay đằng sau massage cho mà thấy thích nhất? Đằng sau, không dám nói bạn đằng trước, mặc dù thích nhất, đúng không? Thế bây giờ sau khi được bạn của mình massage cho, con có cảm thấy bạn ấy thật là một người bạn tuyệt vời không? Con chưa từng, vẫn chưa từng vời. Tức là massage là rất là thích rồi, nhưng mà cần phải thích hơn nữa, đúng không? Rồi, thế thì tí nữa nhận quà sau nhá. Rồi, thế thì các bạn thân mến này, vừa nãy chính là chúng ta đã được chưa? Vừa nãy chính là chúng ta đã thực hiện một hoạt động đầu tiên để trải nghiệm cái được gọi là tình bạn. Tình bạn, người mà chúng ta vừa massage có phải là người anh chị em trong gia đình của mình không? Có phải là cô gì chú bác nhà mình không? Có phải là họ hàng gì không? Có phải là hàng xóm không? Thế tại sao lại đấm lưng, massage, xoa bóp nhiệt tình như thế? Vì sao? Nói to được. Vì là bạn thân. Vỗ tay. Có quà luôn, vì là bạn thân. Thế bây giờ cho thầy hỏi tiếp này. Thế tại sao vì là bạn thân thì lại đấm nhiệt tình vô, massage nhiệt tình như thế? Thế mà ở nhà nhiều khi là gì ạ? Có khi mẹ đi làm đồng về đau lưng, có khi còn phải nhờ. Nhưng mà đây bạn của mình là gì ạ? Bạn ơi, đấm lưng xong còn rất là nhiệt tình, cẩn thận hỏi lại, bạn thấy sướng không? Cẩn thận đến như vậy, đúng không? Bởi vì coi nhau là bạn thân. Vậy tại sao lại có một điều kỳ lạ như vậy? Một người không phải họ hàng, không phải người thân, không phải người trong gia đình, không phải hàng xóm láng giềng, mà tại sao lại dành cho nhau những điều tuyệt vời như vậy, trao cho nhau những yêu thương tuyệt vời như vậy? Bởi vì các bạn coi nhau là bạn, đúng không nào? Vậy hoạt động vừa rồi của chúng ta là một hoạt động trải nghiệm đầu tiên để chúng ta bắt đầu đi vào chương trình ngày hôm nay, rằng tình bạn là một trong loại tình cảm, là một mối quan hệ vô cùng đặc biệt mà nó được xây dựng trên nền tảng trên tinh thần là chân thành, vô tư, trong sáng, cởi mở và rất
tôn trọng yêu thương lẫn nhau bằng một sự chân thành và tuyệt đối, đúng nào? Vì thế cho nên vừa nãy lúc mà hàng đầu tiên, lượt đầu tiên được đấm lưng, các bạn có nghĩ trong đầu là tí nữa cậu phải đấm trả tớ không? Có không? Đấy, các bạn thấy chính tất cả các bạn của trường Công Xá mình là những bạn học sinh vô cùng tuyệt vời, vỗ tay cho điều này. Vì sao? Vì mình cho đi mà không hề muốn nhận, cần phải nhận lại, không hề yêu cầu phải nhận lại từ bạn của mình, mà chỉ là mình muốn giúp bạn và muốn cho bạn những gì tuyệt vời nhất, ít nhất là bạn cảm thấy gì? Vui sướng, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ thấy khi chúng ta có được những tình bạn thực sự chân thành, có được một tình bạn thật sự đẹp, thì chúng ta sẵn sàng trao cho nhau những gì tốt nhất, giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, đúng không? Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực và truyền động lực cho nhau để giúp nhau tiến bộ hơn mỗi ngày, đúng không? Rồi, vỗ tay cho hoạt động đầu tiên của chúng ta được không nào? Vậy bây giờ như sau? Bây giờ sẽ mở hoạt động để kiểm tra xem trường mình ai ở đây là trường mình là người thông minh nhất nào? Ai là thông minh nhất? Tự tin mình là người thông minh nào? Rồi, rất nhiều cái này để toàn các bạn học sinh giỏi và học sinh xuất sắc đây rồi. Ok, vậy bây giờ như sau? Bây giờ các bạn có muốn là chỉ cần ngồi tại chỗ có quà không? Vậy bây giờ thầy sẽ đưa đến đây một hoạt động, một hoạt động để giúp cho các bạn có thể dần tiến đến một cái hành trình, đó là xây dựng và phát triển tình bạn của mình. Đó là thầy sẽ đưa ra những câu hỏi. Các bạn nào đã xem chương trình là gì ạ? Nhanh như chớp chưa? Thông thường khi xem chương trình đấy các bạn trả lời được bao nhiêu câu? 10 câu. Rồi, thế lần sau phải đăng ký chương trình để còn nhận giải thưởng nhé. Rồi, sau đây sẽ là một hoạt động rất là thú vị với tên gọi là người bạn thông minh. Người bạn thông minh như sau. Thầy sẽ đưa ra những câu hỏi, những câu đố vui, được chưa? Và nhiệm vụ của các bạn đó là đưa ra câu trả lời thật đúng và chính xác. Nhưng có một điều đặc biệt ngày hôm nay, câu hỏi này không phải là một câu hỏi chỉ dành cho mỗi một mình chúng ta là cá nhân, mà gì đó, khi câu hỏi này đưa ra các bạn được quyền cùng tham khảo ý kiến của bạn bên cạnh. Nào, xác định bạn bên cạnh của lớp mình đâu? Ngồi cạnh mình và là lớp mình. Bên cạnh. Rồi, được chưa? Rồi, xác định xem bạn bên cạnh của mình là bạn nào. Sau đó, khi thầy đưa ra câu hỏi, các bạn sẽ trả lời theo câu hỏi đó. Ai bạn nào, nhóm cặp bạn nào trả lời đúng được tặng quà luôn cho hai bạn đấy. Đồng ý không? Đồng ý thì trả lời to đồng ý không nhờ? Rồi, chuẩn bị này. Bây giờ âm nhạc nổi lên và các bạn sẽ cùng đến với những câu hỏi dễ thương cùng thầy nhá. Rồi, chuẩn bị âm nhạc bắt đầu. Vỗ tay khởi động cho người này. Vỗ tay theo nhịp. Vỗ tay theo nhịp. Mình cùng vỗ tay theo nhịp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với game show vô cùng thú vị. Đó là những người bạn thông minh. Thầy sẽ đưa ra những câu hỏi như thầy đang nói bây giờ. Ai mà muốn trả lời thì phải giơ tay thật là nhanh. Ai mà trả lời đúng thì tặng bạn đó sẽ nhận được quà, và trả lời sai thì thôi cứ ngồi vỗ tay tiếp. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị câu hỏi đầu tiên rất là dễ. Rồi, và chưa đã hỏi nhưng mà giơ tay. Câu hỏi đầu tiên nghe thật là kỹ này. Có một người đàn ông da màu đen. Nghe kỹ. Có một người đàn ông da màu đen mà lấy một người phụ nữ da màu trắng. Khi hỏi rằng em bé lúc mới sinh ra có răng màu gì? Răng màu gì? Xin mời một bạn ở phía xa đứng lên nào, xin mời. Em bé mới sinh ra đó có răng màu gì? Răng màu trắng. Răng màu trắng, tuyệt vời, chúc mừng con. Yeah. Chúc mừng con là người đầu tiên trả lời sai. Nào, câu hỏi này hỏi các anh chị lớp 5. Ok. Và từ từ, ngồi tại chỗ ai ngồi thì mới được gọi đứng, không bao giờ thầy gọi. Đây, từ từ hỏi bạn gái đi xem nào. Rồi.
em bé mới sinh ra làm gì đã có răng và có màu. Vỗ tay tặng quà cho hai bạn luôn đâu, cặp đôi đâu, cặp đôi hai bạn rồi, tặng quà luôn, vỗ tay đấy hai bạn, được chưa? Hãy cùng bàn bạc và cùng thảo luận để phát huy trí tuệ của bạn mình, được chưa nào? Rồi đấy là câu hỏi đầu tiên thôi, vẫn còn rất nhiều, sẵn sàng chưa? Ngay bây giờ câu hỏi rất là dễ như sau: con chuột nào duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân? Nào bây giờ hỏi các bạn lớp 1 đi. Đấy, các bạn này lớp 1 đã là hoàn bạn nam nào luôn. Áo đỏ chứng tỏ có cơ hội tiền quà. Nào, con chuột nào duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân? Chuột cherry. Thầy chưa update được, cập nhật được chuột cherry, nhưng mà chuột này nó có tên là gì nhỉ? Lại là thử hỏi bạn mình xem là chuột hỏi lại kỹ là chuột tên là gì. Gần đúng rồi, cảm ơn con, tí nữa là có quà. Nào, khối 4 đâu? Câu hỏi này dành cho khối 4, câu hỏi khối. Ai không đặt mông xuống ghế thì chỉ có tay không ra về mà thôi. Khối 4 đâu? Bây giờ thầy xuống khối 4 hỏi phía dưới này. Nào, con chuột duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân là chuột gì? Chuột Mickey là chuột duy nhất đi bằng hai chân. Vỗ tay tặng quà luôn. Bạn của mình đâu? Rồi, bạn đâu? Ok, tặng luôn bạn bên cạnh. Đúng rồi, chặt đôi, nhận quà. Con chuột duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân là chuột Mickey. Vậy câu hỏi tiếp theo: chuột Mickey là chuột duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân. Vậy con vịt nào duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân? Vịt nào đi bằng hai chân duy nhất trên thế giới? Nào, vịt nào? Đây, hỏi bạn đang vịt nào? Vịt đơn đan. Oh yeah, chúc mừng, quá tuyệt vời. Con vịt mà đi bằng hai chân duy nhất trên thế giới. Câu trả lời vừa rồi là câu trả lời tiếp theo chưa chính xác. Bây giờ xuống phía dưới, nhưng mà chỉ hỏi bạn nào ngồi một chỗ mà thôi. Bên nào, cho thầy nhờ, bên này. Hỏi bạn này mặc áo cờ đỏ sao và con vịt duy nhất trên thế giới đi bằng hai chân là con vịt nào? Vịt đắc quy ạ. Vịt gì? Vịt đắc quy. Vịt đắc quy. Câu trả lời này sai bếp. Rồi, bây giờ hỏi một câu hỏi thôi. Nào, con vịt nào đi bằng hai chân? Vịt mù nạn. Vịt mù nạn thì chỉ có về nhà nhận quà. Bây giờ hỏi anh chị lớp 4 năm này. Hey, thầy chỉ hỏi ai ngồi ghế thôi, chỉ hỏi ai đặt mông xuống ghế mà thôi. Hey, ở xa hỏi luôn. Hỏi bạn này, con vịt nào đi bằng hai chân? Vỗ tay tặng quà luôn. Yeah. Con vịt nào mà chả đi bằng hai chân? Đố ai tìm được con vịt nào đi bằng bốn chân đấy. Đúng không? Tặng quà luôn. Câu hỏi dễ tiếp theo, sẵn sàng chưa? Các bạn chọn câu hỏi dễ hay câu hỏi hại não? Hại não. Ở trường phương xã mình thông minh thế, vỗ tay vỗ tay. Câu hỏi tiếp là cực kỳ là dễ như sau. Vẫn là người da màu như sau, nghe kỹ nhá. Một người đàn ông da trắng mà đi tắm biển thì bị đen. Người đàn ông da trắng đi tắm biển thì bị đen. Hỏi người da đen đi tắm biển thì bị gì? Thì bị gì? Rồi, bị gì? Hả? Không bị làm sao à? Không bị làm sao thì làm sao mà có quà được? Rồi, nào, thì bị làm sao? Xin mời, bị làm sao? Sao? Chưa nghe thấy gì, bị làm sao được? Bị bỏng lưng á, ôi trời ơi. Đi tắm biển thì bị bỏng lưng như này, tắm biển chết à? Rồi, nào, bị làm sao? Gì? Phải trên sled để dịch cho thầy. Ngoại ngữ thầy hơi kém mà chưa nghe được là gì cả. Bên này. Rồi bây giờ hỏi bạn nam này, ngồi rất ngay ngắn, chỉ ai ngồi ngay ngắn mới được thôi. Nào, người đàn ông da trắng mà đi tắm biển bị đen, hỏi người da đen đi tắm biển thì bị gì? Tắm biển. Cơ
Tân bị điện. Bây giờ còn đèn vào đâu được nữa. Rồi, bị gì? Một đáp án cuối cùng bị gì? Bị bực cung vào người. Dạ, bực cung vào người làm gì đã lặn sâu như thế? Nào, bây giờ hỏi bên này, bị làm sao? Không, nhưng mà phải hỏi người ngồi thôi. Thưa thầy là bị ướt. Người da trắng đi tắm biển thì bị ghen, còn người da đen mà đi tắm biển thì bị ướt. Vỗ tay. Chứ còn đen vào đâu được nữa. Đây, hỏi thứ hai thôi. Hỏi nữa để nhận quà hay thôi. Nhưng mà nhớ là phải bàn với bạn bên cạnh thật là kỹ để trả lời thật đúng, nhớ chưa? Chuẩn bị này, câu hỏi tiếp theo nghe kỹ này. Có một người đàn ông bị mù, nghe kỹ. Có một người đàn ông bị mù đi xung quanh trường Phương Xá từ sáng tới đêm, hỏi anh ấy thấy gì? 5, 4, 3, 2, 1 trả lời. Thấy gì? Nào, thấy gì? Bên này thấy gì? Bạn ngồi cuối hàng. Bạn nào, anh ấy thấy gì? Thấy mờ. Mù rồi làm sao mà thấy được mờ? Mờ thì tốt quá. Thấy gì? Thấy tối. Thấy tối. Rồi, úp mặt luôn rồi. Thấy tối là biết rồi đúng không? Rồi, úp mặt tiếp tí nhận quà sau. Nào, bây giờ thấy gì? Thấy gì? Không thấy gì. Không thấy gì. Rồi, trả lời rất đúng thực tế nhưng không phải câu hỏi này. Rồi, nào. Một người đàn ông bị mù đi xung quanh trường Phương Xá từ sáng tới đêm, anh ta sẽ thấy gì? Thấy gì? Xin mời. Ở đây. Thấy gì? Thấy mệt ạ. Thấy mệt, tặng quà luôn. Vỗ tay. Rồi đâu bạn nào, bạn đâu, tặng quà cho cả hai bạn luôn. Rồi, đấy, phải trả lời thông minh. Bên này khối 1, 2, 3, cố lên nhá. Chuẩn bị đây. Câu hỏi tiếp theo, sẵn sàng chưa? Rồi, nghe kỹ này. Một bà già đang cầm một cái bánh để ăn. Bà làm rơi xuống đất, rồi bà lại nhặt lên bỏ vào mồm bà ăn. Hỏi bà ấy bị mất cái gì? Mất cái gì là mất cái gì? Mất cái gì? Đây, bên này cuối hàng. Ngồi rất ngay ngắn, không? Chỉ ngồi ngay ngắn mới gọi được. Bà ấy bị mất cái gì? Mất vệ sinh. Mất vệ sinh rồi, quá thông minh rồi, tặng quà luôn. Đấy, rơi xuống đất mà lại nhặt lên bỏ miệng ăn thì chỉ có mất vệ sinh thôi, đúng không nào? Rồi, còn 3 câu hỏi nữa. Rồi, cố lên nhá, cố lên này. Câu hỏi tiếp theo. Vẫn là bà già vừa rồi, nghe kỹ nhá. Vẫn là bà già vừa rồi, bà không biết bơi nhưng lại đi trên một con tàu. Tàu đi ra giữa biển, đột nhiên tàu chìm, hỏi vì sao bà không bị chết đuối. 5, 4, 3, 2, 1 trả lời. Nào, bây giờ khối 1. Một đâu? Nào, bây giờ bạn gái ngồi rất ngay ngắn, rồi rất là nghiêm trang, giơ tay rất chuẩn cô dậy. Nào, bà ấy bị làm sao? Sao mà bà ấy không bị chết đuối? Tại sao bà đi thuyền mà bà ấy chìm rồi mà không bị chết đuối? Chưa chính xác nào. Tại sao bà ấy đi tàu chìm rồi mà không chết đuối? Giơ tay để lấy điểm không? Nếu còn là không cần quà thì không rơi, chưa có câu trả lời nào. Vì sao? Vì sao chưa chính xác nào? Vì gì? Nào, mấy bạn này rồi ngồi cuối cùng luôn. Vì sao? Biết bơi còn đó làm gì? Nghe kỹ này. Bà già không biết bơi nhưng lại đi trên một con tàu. Tàu đi ra giữa biển mà tàu chìm, mà tại sao bà không chết đuối? Nào, vì sao khối 4 năm ơi? Vì sao? Vì bà đi tàu ngầm. Vỗ tay. Tàu đi ra giữa biển mà tàu chìm xuống, bà cũng bị chết đuối bởi bà đi tàu ngầm. Vỗ tay. Đúng không ạ? Bốn câu hỏi cuối cùng, tặng quà đấy ạ. Tặng quà hai bạn chưa? Rồi, câu hỏi cuối cùng nghe kỹ này. Các
bạn đã thuộc bản của chương 7 chưa mấy khối? Hiểu chương 7 thuộc chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ gọi là gọi luôn, tôi mới giơ tay rồi mới hỏi. Nào, gọi trước sẽ hỏi sau. Nào, ai muốn trả lời lúc này? Rồi, nào, ai muốn câu hỏi này? Rồi, bạn này đứng lên. Rồi, ngay bây giờ câu hỏi cho bạn này cực kỳ là dễ như sau. Và không cần phải nhân chia thì nó đơn giản thôi. Nào, chuẩn bị nhá. Câu hỏi này con chỉ cần nói cho thầy, thế là xong. Được chưa? Thầy tên Tân. Ok, được chưa? Câu hỏi dạy cho bạn này như sau, nghe tí. Có một cái ấm. Có một cái xuyến. Có một cái bát. Có một cái ly. Hỏi tổng tất cả với nhá rồi. Chưa chính xác, bởi vì câu hỏi này chỉ cần nói theo thầy thế là sao 43 gì ở đây. Có như dù sao tặng quà vì tinh thần dạng chiến đấu. Rồi vỗ tay. Không cần phải trả lời bởi câu hỏi này, chỉ cần nói theo thầy thế là xong 43 làm gì. Ok chưa? Rồi bây giờ cho thầy hỏi. Nào, ai muốn hỏi câu nữa nào? Ai tự tin mình thông minh nhất? Rồi bây giờ đây cho thầy hỏi. Bạn này học toán giỏi không? Học giỏi toán không? Bình thường à, câu này chỉ cần học bình thường là có quà rồi. Có muốn trả lời không? Ok, thì đứng dậy nha. Câu hỏi cuối cùng cho bạn này nhá. Rồi, bạn này lớp mấy? Lớp 4 ạ. Lớp 4 thì câu hỏi này thừa rồi, lớp 1 là trả lời được. Nào, một cầu vồng có mấy màu? Hai, 7 màu ạ. Một cầu vồng có 7 màu. Vậy hai cầu vồng cộng lại thì có tất cả bao nhiêu màu? Lớp 4 ạ. 14 màu. Khán giả vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và các cô cứ nghe về nhà hiểu sau nhá. Nào, ai chưa được trả lời? Đây, thầy hỏi. Một cầu vồng có mấy màu? Một cầu vồng có 7 màu. 7 cộng 1 bằng mấy? 1, 7 cộng 1 bằng 8. Một cầu vồng có mấy màu? 7 màu. Một cầu vồng có 7 màu. Vậy, hai cái cầu vồng cộng lại với nhau thì có tổng bao nhiêu màu? Thầy là 7 màu ạ. Vỗ tay quá thông minh cho bạn này, tuyệt vời luôn. Yeah. Vỗ tay tặng quà luôn. Đấy, bạn này cực kỳ thông minh. Cầu vồng có mấy màu? Thế cầu vồng ở bên sân nhà bạn này và cầu vồng ở bên sân nhà bạn này có khác nhau không? Có 7 màu thôi. Vỗ tay làm gì có 14 cái màu nào ở cầu vồng. Rồi, vỗ tay. Một tràng tay lớn chúng ta nào. Rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn âm nhạc rất nhiều và chú giúp cho thầy